Tập hợp bao mồi mấy đứa ơi. Bữa nay đi theo tôi cho tụi nhỏ ăn nè. Sáng là nạp vô một chai vitamin bo bo nha. Cái tụi guppy này nè, nó mê bo bo lắm nha. Với trùng chỉ nữa, đồ ăn tươi sống á là phát triển rất là nhanh luôn. Lên màu rất là đẹp. Bộ này là Dumbo coi nha mấy ông. Cá này á là mình tách chống mái ra, không cho chống dí mái nha, cho con chống nó phát triển tốt nhất luôn. Bộ này á full platinum luôn, hân sáng nha mấy ông. Nhưng mà tai nó vừa thôi, không có to như mấy bộ kia. Mấy bộ kia tai nó to nhưng mà đa số thấy nó đen người không à. Tôi thấy không có full nha. Dumbo coi này á thì mình cũng không có số lượng, mình chỉ chia lẻ cho anh em về chơi làm giống thôi nha. Ông nào á mà vừa thích coi mà vừa thích Dumbo nữa thì chọn ngay cái dòng này là quá hợp lý luôn nha. Bên này thì có Dumbo Red Tail nè, bán đó giờ rất là nhiều luôn nha. Dòng này best seller bên tôi luôn á. Vậy chứ cái dòng này là bao full thân cho anh em luôn nha. Cần dòng nào á thì ới tôi ngang trên trang tiểu sử. Giờ á thì đi cho cá ăn tiếp đây. Bye bye.